Bị như nào? Sáng nay dậy về thì em ra ngoài thì em bị hô chung này ra thì hô ra máu về. Đi sửa nước rồi à? Nãy thấy nước tràn ra rồi. Ô, nó không tưới rau. Cái này là hôm qua mới tưới này đúng không? Hôm qua chắc là lấy nước ở kia về tưới. Anh đóng cái cửa. À, cái này là cửa ra ngoài à? Cửa vườn đấy à? Ôi ôi, không kiểu gì đấy. Nó bị mắc đây. Như này à? Đấy, thế thôi. Ui giời ơi. Thái ơi. Thái ơi. Úi dồi ôi. Đâu ơi? Úi dồi ôi. Bị như nào? Sáng mai dậy về thì em ra ngoài thì em bị hô chung này ra thì hô ra máu về. Sao lại ho ra máu? Em không biết nữa. Sao người hôi mùi dầu Phật Linh đấy? Bôi dầu Phật Linh à? Vâng. Không thì em đau đầu nữa. Bây giờ đang bị như nào? Bây giờ thì là đầu ở trong này mới đầu đầu hết. Ho ra máu cả? Vâng, ho ra. Nhiều không? Một ít. Ít là như nào? Như này hay như này? Như này. Màu đỏ đỏ luôn à? Vâng. Bây giờ em mới bỏng ra. Bảo bác say á? Vâng. Bác bảo như nào? Bác bảo là để tìm một thuốc để uống. Thuốc như nào? Bây giờ ho ra máu như thế thì phải đi khám chứ. Đã bao giờ bị như này chưa? Bị lần này thì lần thứ ba. Lần thứ ba rồi? Ừ. Lần thứ ba ho ra máu rồi á? Ừ. Lúc trước em bị một lần nữa. Bị như nào? Trước là bị như nào? Vẫn đau như thế này nữa. Thế sáng có đi học không? Sáng không. Nghỉ à? Ừ. Em gọi điện đi cho cô xin cô nghỉ một ngày. Ôi giời ơi. Thế là không ai chăm sóc, ở đây trên này thôi. Ăn gì chưa? Ăn vừa ăn một ít mì tôm với bé. Ăn mì tôm thôi? Ừ. Ôi giời ơi. Thế mua thuốc gì chưa? Mua thuốc là đầu về uống rồi. Đâu? Thì chung thuốc. Xem nào. Thanh niên này khổ thế, cũng đau suốt này. Bị đến 3 lần rồi mà không bảo đi khám. Có khi nào là... À, cái này là mua nhà chú Lùng nè. Ừ. Ôi giời, toàn mua thuốc tàu uống thôi. Cái này là paracetamol của tàu này mọi người này. Đấy. Cái bao tiền đấy cái này? Cái này 2 gói 3.000. 2 gói 3.000? Ừ. Ồ. Anh thì sợ bị lao đó, nhưng mà bình thường có thấy ho không? Dạ. Bình thường em có bị ho không? Có chứ. Ví dụ 1 tháng bị ho mấy lần? 1 tháng á? 2 lần luôn. 2 lần. Mỗi lần bị khoảng bao nhiêu lâu? Mỗi lần thì 3 ngày. 3 ngày? Ừ. Ô, người bé tí mà. Lần gần nhất là bị ho ra máu là lần nào? Lần thứ nhất á? Ừ. Ở trong nhà dậy về thì không biết. Lúc đấy là mùa lạnh. À, mùa lạnh à? Ừ. Trước rồi, năm ngoái hay là như nào? Năm ngoái rồi. Thế lần thứ hai là bao giờ? Lần thứ hai đó vẫn là mùa lạnh nữa. Cũng là mùa lạnh đang bị? À, mùa lạnh cũng bị. Ồ, anh thì sợ mày bị ho lao thôi, ho ra máu nữa. Tức nghĩa là 3 lần rồi. Thì mỗi lần là... Lần thứ nhất thì để 3 ngày xong thì khỏe rồi. Ừ. Không có uống thuốc gì không? Không uống gì nữa. Thế có đi khám không? Không đi nữa. Ôi trời ơi. Xong thì lần thứ hai thì uống một ít thuốc đau đầu xong thì khỏe rồi. Ho có ra đờm không hay là ra máu thôi? Chỉ là ra đờm máu cùng nhau ra. Ôi trời ơi. Máu là đỏ hay là đỏ thâm hay là đỏ tươi? Đỏ đỏ. Đỏ đỏ, ừ. Chứ không phải đỏ thâm, ừ. Nếu mà đỏ thâm thì có thể là ban đêm ngủ chảy máu cam xong nó tụ lại thành đờm ở cổ thì nó là đỏ thẫm, đỏ đen xì ấy, ừ. À, nó là máu đen đấy, ừ. Còn nếu mà đỏ tươi đang tự nhiên ho phát là ra bình thường là cũng ho như này xong là ra máu, ừ. Ho như này buổi sáng đi ho tuần hơn, tối hơn, lớn hơn. Bây giờ đau như này, đau chỗ này. Bây giờ là đau chỗ này. Đau rát rát đúng không? Ôi giời. Mình cứ hô thì cứ đau chỗ này. Ôi giời. Anh sợ mày bị lao thôi. Nếu mà chưa đi khám bao giờ. Có muốn đi khám không? Em... có. Thế bảo với bác Say mọi lần bị là bác Say có biết không? Bác Say với em bảo là bác Say bị một lần á thì phải 3 ngày mới khỏe được. Bác Say cũng bị ho ra máu á? Vâng, bác Say cũng bảo như thế. Sao lại bị như thế nhỉ? Anh chưa gặp như thế bao giờ cả. Hay là hôm nào anh đưa đi khám rồi chứ như này chả biết như nào. Bệnh này thì ho ra máu là nguy hiểm lắm. Nếu mà ban đêm mà em bị chảy máu cam nhá thì có thể cái máu cam của em sẽ ngược vào cổ họng, nó tụ thành đờm, là sáng ra mình khạc nó sẽ màu đen. Màu máu đen đấy, thâm thâm ấy, hiểu không? Hiểu. Còn nếu mà máu đỏ tươi thì anh lại không biết cơ, anh lại không nhìn thấy. Không chụp lại à? Không chụp ảnh lại à? Không, em chỉ là ra ngoài xong thì khạc phát là da đỏ lòm luôn. Vâng chị ạ. Con gà cứ về thiêu mình á. Ăn luôn. Ôi giời ơi. Thế Súa có biết không? Súa em bảo hết rồi. Nhìn ốm yếu thế này thì. Nhưng mà sao bé thế lại bị như thế nhỉ? Khả năng là phải đi khám để xem như thế nào. Sáng nay nghỉ học. Hôm nay thì anh em mình tính gọi điện cho Vân với Say là. Thế bây giờ có mệt lắm không? Bây giờ buổi trưa như thế này thì chưa mệt mà mình dậy về buổi sáng mới mệt. Buổi sáng lúc dậy về thì mình ra về hô ấy, cứ ra ngoài hô. Anh để ý nha, mỗi lần mà em ốm ấy là em cái lưng em bị gù xuống, xong là người rất là nhợt nhạt luôn, nhìn yếu cực kỳ luôn, tóc tai bù xù hết. Hôm qua có tắm không? Có. Chỉ là rưỡi đầu mới tắm. Thế là bị từ bao giờ? Chỉ là hôm qua bị thôi. Hôm qua ho. Xong là đến bây giờ là vẫn ho. Ôi dồi ôi. Ngày hôm nay nó là được 2 ngày. Để ngày kia xem có khỏe chưa. Ôi dồi ôi, cứ ngồi chờ như thế thì anh chịu rồi. Hay là đi khám thôi. Hôm nay đúng ra mọi người, hôm nay là anh em mình lên đây là để gặp Vân với Say để bàn cái phương án là thiết kế luôn cái bể nước cũng như là hệ thống nước cho nó xong xuôi đi. Bởi vì là sau tất cả là anh em mình cũng vẫn rất là đau đáu là chưa hoàn thiện hết các cái hạng mục cho hai anh em. Tất nhiên là xong nhà cửa rồi thì hai anh em sẽ phải tự làm, tự chiến đấu với cái hệ thống nước. Tức nghĩa là chôn ống để tránh bị chặt chém, rồi là xây dựng một cái bể chứa ở trên đầu nguồn để nước nó mạnh hơn. Tuy nhiên thì chưa triển khai được. Có thấy anh Vân nói vấn đề đấy không? Anh Vân nói rồi. Bao giờ làm? Anh Vân bảo là để bây giờ làm là em, tiền em thì anh trích ra bởi vì quỹ còn. Còn anh Vân thì là anh giao tiền hết rồi thì sẽ đóng tiền thôi. Mỗi người chắc khoảng 1 triệu thì mới đủ gạch. Anh Vân bảo xây hay là bảo mua tét? Anh Vân á? Em nghĩ là mua tét thì nói như Hồng Nhân đó. Anh nghĩ là xây bể. Xây bể. Xây thì sẽ cho anh em hộ, cho vật liệu lên đấy xong là chuyển vào thôi. Anh Vân không ở nhà nhỉ? Anh Vân không ở nhà. Biết đi đâu? Đi ở bên nhà anh trai đi hộ lại cái trụ bò. Hôm nay anh thấy nước về nhiều lắm. Hôm qua đi sửa hay ai sửa đấy? Anh Vân đi sửa. Xong thì cái tết của anh Vân đủ. Bây giờ tét nước của em đầy rồi. Thì ông bà sửa bảo là cứ để nó đầy như thế này. Bây giờ là dẫn từ nhà bà sửa hay là dẫn từ đầu nguồn? Ở nhà bà sửa. Vẫn ống như cũ lúc xây nhà đấy à? Ông bà sửa bảo là nước nhiều lắm rồi, không uống hết được. Ôi giời ơi. Em lại... Thế là sáng nay nghỉ học xong là lên đây. Cái rau hôm qua tưới hay là sáng nay tưới đấy? Anh thấy cái ướt. Em tưới rồi. Vừa tưới à? Ướt lắm. Chán thật đây nhỉ. Vừa ra viện xong bây giờ lại ho ra máu. Xem nếu như mà ngày mai không ổn thì đi khám với anh, đưa giấy tờ đây. Bây giờ bảo hiểm các thứ là em tự cầm hết đi, vì bác cầm sợ mất đi. Thế ở trên này ốm thì phải ở dưới kia chứ, lên trên này ốm thì ai chăm đâu, có ai chăm đâu. Thì em nghĩ là có một ít giờ trên này về tướng nước trùng. Anh Vân không ở nhà thì không triển khai được, chốc anh Vân đến thì bảo anh là xem triển khai cái mạch nước cho nó xong đi. Anh cũng muốn dứt điểm các chương trình của bọn em xong là anh sẽ đi dành thời gian nhiều hơn cho các cái nhà khác. Còn bản thân anh thì không phải là sẽ luôn luôn là phải đến giúp bọn em đâu, mà là cái này bây giờ nhà cửa xong rồi thì hai bọn em sẽ chủ động nguồn nước uống vĩnh viễn. Thì tự làm, bây giờ còn nợ người ta 500 nữa mà, đúng không? Đấy, thì anh em sẽ tự làm đi. Sau đó là làm xong thì để còn anh còn quay cho các bác xem. Không thì lại nhiều bác lại nói anh là sao làm việc chả đến nơi đến chốn. Bây giờ còn cái hạng mục nước nữa thôi là xong rồi. Còn cái việc mà hướng nghiệp cho xay và súa thì đến thời điểm hiện tại anh em mình cũng chưa triển khai được. Đấy. Thì để nước nguội đã, xem nào. Xem nước nôi nhà xay rồi, anh thấy ở đây nó bị giò một tí. Nước bị tràn rồi. Tràn rồi thì xả sang nhà Vân đi. Anh Vân bảo là nhà anh Vân đầy rồi. Cũng đầy nốt à? Vâng. Đấy. À, cái này là nó bị đầy ở trên kia xuống thôi. Từ từ anh lấy dép xem nào. Để anh hướng dẫn cho cái... Thôi mày yếu thì mày ở đấy thôi, để anh làm cho. Nước đầy không biết làm thế nào nhỉ? Bây giờ hay là chế cái khóa để khóa vào? Thì không có khóa. Không có khóa à? Rồi, chưa có dấu hiệu gì đâu. Được 2 ngày rồi. Bắt đầu trương hạt rồi. À, cái này mọc rồi này. Cái này, ui, mọc rồi. Xay ạ. Mọc rồi đấy. Dạ. Mọc rồi, đây này. Mầm này. Một số cây là mọc rồi. Ô, nước có những hôm thì thiếu, rất thiếu. Có những hôm lại thừa, nhiều thế. Thừa như này thì nó sẽ ngấm đấy. Xem nào. Ui, sướng rồi. Anh bảo này Say ạ. Đã. Tưới rau thì lấy cái này tưới này. Đã. Lấy cái ống này này. Ống này là trước mình để dư là cũng có tác dụng của nó hết đấy. Đỡ phải xách ấy. Đấy, như này. Hiểu không? Hiểu. Cái này như kiểu tối qua chứ không phải hôm nay á. Đừng tưới rau ban ngày nhá. Chiều tối hoặc sáng sớm thôi. Ban ngày mà như giờ này này, mặt trời khuất rồi thì mình tưới. Anh thấy mọc mầm rồi đấy, này này, mầm này mọc rồi này. Đấy, sướng luôn. Tưới cho nó đẫm đẫm một tí. Đấy, có cái ống này tha hồ đi vườn xong là rửa chân các thứ. Ở đây nước đầy thì nước vẫn chảy qua vào chỗ. Bây giờ nước lại thừa thãi, cái lúc mình làm nhà thì nó lại không có chứ. Tưới cho nó đẫm vào. Góc bên này anh thấy mầm mọc nhiều lắm rồi. Hứa hẹn là đúng một tuần nữa là có rau rồi. Đây là cái vườn rau anh Quyết làm này. Cái tráng này lớn nhanh. Để ý ấy nhá, để ý cỏ các thứ. Đấy. Cái này xong thì mình cuộn vào. Không cuộn mới được mà anh. Hả? Không lấy ra được. Lấy ra để anh rửa chân lên đã. Đấy, bây giờ còn chỗ này chưa kẻ đá lên nên là chưa sạch sẽ để đi lại được. Em bớt về thường làm cái rãnh để cho nước nó sao ra ngoài đi. Nó chả sao, nó ngấm hết. Đây nó ngấm hết. Trước cái móng mình để cái lỗ thoát rồi mà nước ngấm vào nó khác bay hết. Ui, nước nhiều thế. Nước nhiều sướng thật. Chảy chỗ này đi mà. Đấy, vườn rau có rồi. Bây giờ chỉ lo nhất cái sức khỏe của em thôi. Đây này, nó mọc rồi này. Một số mầm bé bé đã mọc rồi. Còn phần đa là chưa. Hay là ai đấy? Chị vợ, chị gái à? Chị. Đúng. Chị nào? Chị của anh. Chị của anh? Chị của vợ của anh bạn. Vợ của anh bạn á? Ừ. Bạn nào? Bà ở bên cạnh rồi. Ừ. Thôi để dép. Mà làm dép ra ngoài. Vân lại không ở nhà nhỉ. Đường nước các thứ. Hôm nay Súa có đi học không? Hôm nay Súa bảo là đi lao động một tí về nhà. Đi lao động à? Ừ. Thế tí đi về đi, ở trên này không ai chăm đâu, ốm đau không ai chăm đâu. Ừ. Về có gì bác còn hỗ trợ. Ừ. Gạo các thứ hẳn còn đúng không? Còn. Hôm nọ anh vào thấy ba bao nên là làm việc làm nhẹ thôi. Tuổi em chưa phải làm việc nặng đâu. Thứ hai là đi đâu nắng nuôi các thứ. Có khi nào nó rơi vào trường hợp là chảy máu cam xong là ban đêm mình ngủ nó ngược vào họng xong là khạc đờm ra. Chảy máu thế này thì em chưa chảy bao giờ. Chỉ là lúc trước bé bị xuống lấy cái cây về đầm phát mới chảy một tí. Ôi giời ơi. Bây giờ bị ho ra máu như này thì anh em mình thật sự là cũng không biết lý do như thế nào. Bởi vì là như Say bảo bị 3 lần rồi, còn bác Và thì cũng bảo bị. Bác Và vừa bị nữa. Hỏi bố xem bố có bị không, nếu mà bố bị có khi là di truyền. Cái phích thì, cái ấm này thì hôm nọ anh em mình sửa rồi. Cái đuôi nó bị cháy cái dây nguồn nên là nó không lên mọi người ạ. Nên là anh em mình sửa thay bằng cái dây trần phú. Số bị giờ rồi. Hả? Số cầm nhà đấy, số mới làm thế này đi ấy. Cầm cái rác cắm đúng không? Lại như em đúng không? À, đấy là lỗi bọn em, không phải lỗi anh đâu. Anh hướng dẫn cho cầm. Ôi giời ơi. Đây, hôm nọ Say bảo là trước Say bị giật là do tội là gọi là ngu. Đi rút điện lại như này. Thò tay vào như rút như này đúng không? Rút như này đúng không? Chắc là như này đúng không? Em làm như thế này ấy. Hôm nọ Súa cũng bị giật dùng như thế à? Súa bị làm thế này. Anh cắt cái này ấy. Súa làm thế này đi. Em làm thế này ấy. Em kéo như thế này về. À như này. Như này đúng không? Hai ngón tay cầm như này. Ôi giời, như này nó có giật tung người, chết người đấy, đừng có dại. Cầm như này này. Tới túi nữa. Cầm như này. Chả vấn đề gì. Túi nữa thì anh nhìn không thấy thì. Em chỉ biết. Nhất là cái dây sạc điện thoại nhé, bọn em để ý nhé. Đấy, chỉ cắm như này thôi. Không là đến lúc là có vấn đề gì là không ai chịu trách nhiệm đâu. Điện đóm là phải cẩn thận nhất, nước lửa và điện, ba cái thứ rất là nguy hiểm. Anh gọi Vân xem nào, để triển khai công việc xem nào. Không biết là làm sao mà gọi không được. Anh vừa bảo là cái điều đại của anh Vân có lúc không có súng. Nhưng mở mạng không có. Mở mạng không có. Ôi, đây nhiều muỗi lắm. Này, phát cỏ rậm rồi là quét nhà các thứ. Không nghe, chắc đang làm. Hôm nay bảo là đi hộ anh trai làm chuồng bò à? Sáng anh gọi không được, nếu mà được anh hẹn rồi. Đi hộ anh trai làm chuồng bò. Anh em mình thì phải tranh thủ những cái lúc mà các em rảnh ở nhà thôi. Còn bình thường các em đi làm thì mình cũng không liên hệ được. Nên là bây giờ là 4 giờ chiều anh em mình mới lên. Chắc thì... là cái điện thoại của anh Vân kêu bé lắm. Cái của anh Vân thì chỉ là rung thôi. Thế bị như này là xin cô nghỉ mấy ngày? Em xin cô bảo là nghỉ một ngày. Một ngày. Mai đỡ rồi đi học. Có vấn đề, bất cứ vấn đề gì thì gọi điện cho anh. Nếu như bác Say, bác Và mà không giúp đỡ được thì anh sẽ giúp đỡ. Còn nếu mà cứ để như thế này thì rất là nguy hiểm. Riêng việc do ho ra máu là rất nguy hiểm đấy. Nhưng mà ra cục bé thôi thì không chưa biết thế nào. Hay là chỗ này rát quá, xong chỗ này bị loét nó chảy máu nhỉ? Em có thấy rát ở trong này, rát, đau rát đây. Chỉ biết là đầu chỗ này mình hột Máy phát thì đau máy phát rồi. Nuốt nước bọt có đau? Dạ. Nuốt nước bọt có đau? Chưa biết. Thử nuốt xem có đau. Nuốt nước bọt như này nữa. Vẫn đau nữa. Đau. Ho nhiều lắm hay sao mà bay cả máu ra? Không biết, sáng nay dậy về thì em thấy là đi ho ấy. Đi ra ngoài một tí thì em ho một phát thì đượt máu. Ôi giời ơi. Xong thì em gọi bác là sau khống máu bác bảo là bác vẫn bị một lần rồi. Bảo bác sai hay bác vào? Bác vào cũng bác sai hết. Bảo là bị hết. Ừ. Chỉ là hơi ra máu thì chỉ là đau chỗ này mới hơi ra. Thế vẫn chưa biết. Ho ra máu nhá. Cái thuốc gì ấy? Thuốc gì? Cái thuốc anh chừng thấy là em lấy về kia. Làm được không nào? Thuốc không? Em để trong nhà cái lọ kia ấy. Thuốc mua hiệu thuốc à hay mua đâu? Thuốc cao để thủ đúng không? À, không thì bác bảo là ăn một tí. Ừ. Em mới lấy một tí ăn. Ăn cá bè khổ á? Ừ. Sao lại ăn cái đấy làm cái gì? Bác bảo là ăn cái đấy mới khỏe được thôi chứ bác ăn cái đấy. Ừ. Đâu rồi. Đừng có ăn linh tinh. Thì em bảo là em ăn không được thì cay quá đấy. Bây giờ nhá, thế này anh bảo này. Thứ nhất là bây giờ mình có bảo hiểm rồi. Bị vấn đề gì mình cứ ra bệnh viện trước. Thăm khám, nó chẳng mất bao nhiêu đâu. Đừng có tự ý đi mua thuốc. Bởi vì đi mua thuốc thì có khi mình tư vấn không đúng cho cái dược sĩ, người ta cấp thuốc cho lung tung cho mình uống cũng rất là hại. Tốt nhất là cứ đi khám xem thế nào. Điện cho anh ở ngoài kia rồi thì tự đi xe máy ra đấy xong đi khám thôi, có vấn đề gì đâu. Đấy. Còn uống thuốc linh tinh đừng có nghe, uống thuốc linh tinh đến lúc là lợn lành thành lợn què luôn. Bây giờ uống thuốc của Trung Quốc dã thêm bột đấy em không biết. Cái này nó có chữ là paracetamol thôi, nó cũng như là cái thuốc giảm đau thôi mà. Thuốc giảm đau của Tàu thôi, nó là thương hiệu của Tàu thôi. Chứ không phải là gì cả. Đi thì nhớ tắt điện các thứ đi, xong là đi xuống dưới thôi, đừng ở đây nữa. Một mình ở đây thì có vấn đề gì thì điện thoại chả gọi được. Vân thì không ở nhà nữa thì ai giúp. Có khi còn ngoẻo cứng đơ rồi còn không biết gì ấy. Xuống dưới đây ít nhất là có bác. Bây giờ là còn đầu có nóng không? Đầu mới bình thường rồi, ăn thuốc này bình thường. Ừ, uống thuốc không gọi là ăn thuốc mà là uống thuốc. Ừ. Cái đấy là pha với nước uống à? Không, chỉ mình uống khô như thế này. Đổ như này vào ăn thôi? Ừ. Ôi giời ơi. Bác có tiền không nhỉ? Ừ. Ừ. À chị à? À, cà phê là. Chào, anh tiêu lọ. Anh tiêu lọ. Mà tao không sợ còn tao là chỗ lại cà phê thì rắn chỗ thế à? Ừ. Ông mấy chị à? Ông mấy chị à? Tao chỉ nhau chơi mà ông nhá, chơi mà ông một tỷ số thì nhau cái chơi ông có chơi mà. Ừ. Hả? À. Bác bảo về lấy cỏ à? Bác bảo là xuống đi lấy một ít cỏ về. Ừ. Em bác có bảo đi không? Không, bác bảo là nghỉ. Bác bảo là đau mới hôi như thế này thì nghỉ. Ừ. Bà xuống đi lấy rồi, xuống không bị sao đâu gì. Ừ. Thế đi về đó, đi về xuống dưới. Hôm nay vẫn thì hơi ít đau, hơi em một tí em thì... Ít ốm đúng không? Ừ. Mày làm việc nhiều với cả là đi đâu cũng chả thấy đội mũ nón gì. Mấy lần anh gặp đi lấy cỏ, ôi rồi ôi, cái điệu cỏ của mày còn nặng hơn cả người anh mà. Sợ thật. Như thế thì rất là, sau này rất là hại luôn. Làm việc nhẹ thôi, không cần phải làm vất vả làm gì cả. Ừ. Nước vẫn cứ về ẩm, nước không có cách nào nhỉ. Bây giờ phải thiết kế cái van, mình đẩy một phát mình khóa vào. Xong là mình... Ông bà sự bảo là không khóa, cứ để nguyên như thế này. Bởi vì trên đấy cũng tràn. Trên nhà ông bà sử cũng bị tràn luôn mà. Ông bà sử bảo là trên đấy nó về nhiều lắm mà, cỗ chết hết. Ừ. Ướt thả vào chỗ anh Vân và em, chỗ đầy vào. Bây giờ Vân cũng thừa nước, lúc mình xây nhà thì nó thiếu, bây giờ lại thừa nước. Anh Vân mặt một ý rượu đi xin đấy. Xin gì? Đi xin cái nước trong Tết nhà mà sữa. Ừ. Mà sẽ bảo là à, đấy đầy thì cứ thả vào xuống dưới này. Thế là làm nhà xong thì là Vân lại mang rượu lên xin à? Ừ. Trước là anh em mình xin làm nhà, ông thì cho làm nhà thôi. Ừ. Bây giờ là chưa làm được cái hệ thống nước ở đầu nguồn thì vẫn đang dẫn ở nhà bà Sử đúng không? Thế là phải mang rượu lên xin. À đúng rồi, hôm nọ em với Vân lên đấy nhỉ, Vân kể đấy. Em xin một tí, anh uống say say anh không uống, anh điều anh Vân về. Em điều anh Vân về à? Anh Vân người xe còn sát rơi xe. Thế là bà Sử là biết Vân là biết nghĩ đấy, bởi vì là xong nhà rồi thì bao giờ cũng vậy, người ta chỉ cho lúc mình làm nhà thôi. Làm xong thì mình cũng phải kéo ở trên nguồn nước về thì nước về ít lắm, không về được. Thì thế anh mới bảo là phải làm một cái téc ở trên hay là một cái bể chứa ở trên thì nó mới có nhiều nước và nó mới có lực đẩy về, thì nó mới nhanh được. Nghĩ là đi làm một cái bể. Xong là bọn em phải chôn hết dây xuống dưới đất đấy, không là ôi giời ơi đội nó ghét. Đợt nọ đấy nó lên nó chém hết ống thì mất bao nhiêu tiền đấy. Phải chôn hết lại thì nó mới được lâu và nước nó sẽ mát hơn. Họ lái ống nước đi làm cái sống hơi đấy. À, ống nước đi làm súng hơi á? À, họ... cái súng kia bán chi ấy. Họ chặt đi à? À? Anh còn chưa lên kiểm tra bởi vì đợt trước cho Quyết với Trọng lên thôi. Ông nào sẽ là thấy rồi, lúc kia em mới thấy. Bắt được à? Ông sẽ bảo là ông là sự thấy thì ông là sự không dám bắt đấy. Bảo là bắt thì của anh Vân với em, thì ông là sự say nữa. Sợ họ trả thù à? À? Ở gần đấy luôn à hay là ở đoạn cái cỏ kia à? Đoạn cái cỏ kia rồi. Đấy, thế nên là thế anh mới bảo là lên gấp để triển khai với bọn em là ông bà Sử vẫn lấy một cái súng về mà thì cái kia không là được, chỉ lấy cái ống về là giống như trẻ con ấy. Chơi cái kia hơi vậy mà. Bây giờ thì nhà của Say với Vân là cũng ngon hết rồi, nói chung là còn mỗi cái đường nước thôi là được. Thế thì đi cất đồ các thứ đi. Anh xem là cái chỗ búi tre này mọi người cũng tham khảo ý kiến của mọi người, là góp ý rất là nhiều cho anh em mình. Là đây, Trọng đứng ở đây quay này thì mới thấy được này, đứng ở góc này. Bây giờ là nói thật là cái búi tre này từ đây đi trở đi là của ông chủ đất Say rồi, bố của chủ đất Say rồi, là họ không cho chặt. Bây giờ đang mọc măng rất là nhiều. Thật ra là có cái búi này thì hơi muỗi thôi, nhưng mà rất là mát. Đấy, muỗi nhưng mà nó rất là mát luôn. Ban ngày thì nắng lên thì nó sẽ mát cho mái nhà. Có măng này cũng ăn được nữa, thì anh em mình cũng chưa tiện hỏi phương án, chưa gọi là chưa bàn bạc với gia đình xem là có cho chặt bớt không. Anh em mình phát quang cái khu này đi rồi. Cái ống Sai ạ, cái ống này em phải lấy một cái đòn. Ô, cái này đổ rồi, làm cao lên. Dạ. Như này không ăn thua đâu. Cao lên không vướng dân người ta chửi cho đấy. Thì anh nghĩ là chỗ này mình phải làm cái cột cao lên. Sợ là chỗ này bị hỏng ấy, thì mình mới kéo về rồi. Hỏng cái gì? Sợ cái này. Đấy, treo lên cái gốc tre này. Sợ ô tô người ta đi qua nó quệt vào thôi. Cả cái búi này nữa anh em mình cũng chưa gọi là hỏi ý kiến của chủ nhà xem là có phát bớt đi, chặt bớt đi được không. Đấy. Thời gian tới là làm cỏ nhà này rồi nhé. Nhà bắt đầu nhiều cỏ rồi, cả vườn nữa. Có cỏ là triển khai đi. Xong là đi thôi, nhà anh cũng đi về đấy. Đóng hết cửa vào đi. Hôm nay Vân không ở nhà nên là anh em mình cũng không triển khai được. Nhưng mà trước mắt vẫn phải cho thanh niên Say đi về đã. Ở đây thì chả biết thế nào mọi người ạ. Ốm đau chả có ai chăm, một mình tự xử lý hết. Tắt điện đóm các thứ hết nhá. Không phải tốn kém điện, không có tiền điện mà giả đâu. Cái bàn ghế mình xếp theo chữ L này cũng gọn hơn nhiều thật nhỉ, đẹp hơn. Không, vẫn thế mà. Đây bây giờ hai cái ngồi đây. Đấy, cả nhà ngồi thoải mái luôn. Thật ra anh em mình không có kinh nghiệm bày cái này, nhưng mà khi mà bày xong thì các bác góp ý nhiều thì anh em mình mới được. Có khẩu trang không? Tí mua một ít thuốc đau họng, thuốc cái viên ngậm ấy, viên ngậm để nó tan cái đờm đi. Bây giờ có đờm không? Bây giờ biết đờm là gì không? Có. Đấy, có đờm ở trong cổ, có đờm không? Có. Có thì mua ít viên thuốc để cho vào cổ họng ấy, cho nó tan đờm đi ấy. Xong rồi mai mà chưa ổn thì đi khám. Đi khám mới biết được là bị sao và bị như nào. Không mà cứ ở như này thì rủi ro ập đến bất cứ lúc nào chả biết. Mày mệt thì để thằng Trọng nó đèo đi. Để Trọng đèo cho nó yên tâm. Còn lái xe ốm, lái xe không biết là có ổn không. Em mệt lắm. Xe chịu khó rửa tí nhé. Đúng chứ anh ơi. Dạ vâng, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của quý khán giả thì hiện tại bên cạnh sản phẩm mật ong Hoa Bạc Hà, Cao Nguyên Đá và mật ong rừng tự nhiên thì Tam Giác Mạch có thêm một sản phẩm nữa, đó là quả dứa rừng khô. Đấy, có tác dụng là chữa sỏi thận này, viêm gan này, xơ gan này, men gan cao này, chức năng gan và thận kém. Ngoài ra thì sản phẩm chè do chính nhà chị gái Tam Giác Mạch sản xuất cũng có cung cấp cho cô anh chị và tất cả mọi người. Ngoài ra sản phẩm chuối hột rừng là một cái sản phẩm rất là có nhiều công dụng chữa sỏi thận, bàng quang, sỏi tiết niệu, đặc biệt là chữa huyết áp cao và chữa bệnh gút. Cô anh chị nào sử dụng thì có thể ủng hộ cho Tam Giác Mạch nhé.